Còn nào anh em ơi. Chào tất cả anh em. Bé thôi. Ok. Cảm ơn anh em cũng đã xem video của mình. Ở cái rãnh nước này rất nhiều, cá Đắk Lắk thì cực kỳ nhiều luôn. Đấy. Cảm ơn anh em xem video của mình và anh em cho mình một đăng ký. Anh em muốn câu ở cái khu vực này thì anh em cứ để lại. Mình sẽ chia sẻ điểm câu cho anh em. Ok. Như thế đây. Mình lại câu tiếp nhé. Nhỏ lại còn nữa nhé. Đấy. Lại thì ở đây vô cùng nhiều luôn. Đây gọi là thể loài. Ok. Mất rồi nha. Rồi nha, cần tí rõ rồi nha. Vô hơi nặng rồi. Cú đấy anh ạ. Cú
ta hụt. Bây giờ nhà cái cá lóc đã gắp mình giò mình vô kẹo luôn. Cái tao ghê chứ, phan ạ, quăng vào hồ đi, phan ạ, phan. Cái này là chỗ nước nó chảy xuống. Cá hăng. Cái này nó hỏng. Đấy. Tao phụ rồi. To quá nhưng mà kiếm không có. Tiếp nhanh nhanh nhanh. Tiếp. Ok. Nhìn lại phải tiếp. Coi như là gần như phát trực tiếp luôn. Được quá.
sạc vụ đây nhỉ. Nhìn thấy ghê chưa? Thả hú đấy. Mình hy vọng là mình sẽ giữ được một con tí để dạy nhập chèm như này. Khổ hạn này. Nó có to vào. Chạy à? Sao liên tục như này? Một đường phát, một phát, các bạn hai phát luôn. Các bác thấy cá của Đắk Lắk mình thế nào, hiểu không? Cái này dòng nước nó mới nhiều, xong nước nó xuống xuống một tí á. Con này chắc to, thì nó có hình hơn. Con sọc cả đấy, to đấy. Con sọc, thì nó đang to đại cả cái này. Con bự rồi à? Chơi đi. Con bự rồi à? Người ta đang xả nước xuống, cá vào nhiều lắm, một con cá to không rồi. Hy vọng là câu được con to, câu được kia. Thì cá con chui ra thì cá nào cắn đấy. Rồi phải thì cắn tám. Cá con chui ra thì 10 phát cắn tám phát đấy. Không được rồi, bảy đá phát lên chưa. Cá to, chưa đâu. Mình đi thu con to, nhiều khi thu con to này.
bự thôi. Mấy con cổ lại chúng ta xả nước rồi. Cái con nào nó vẫn sẽ hết rồi.